Tin hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Để các bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên hình nhá. Gọi điện theo hai số ở trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng cho bác. Lưu ý như khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like nhé, cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Rồi mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bao tay lái xe này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa đông rồi, lạnh lẽo rồi thì các bác sắm ngay cho em một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này, đi làm đi ăn các thứ này. Đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này, cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn. Đấy, đi chơi đi đi phượt này, rồi đi du lịch này, đi hay lái xe nhiều ngoài đường này, mình có một cái đôi bao tay chống tiêu UV tia cực tím. Đấy, chống nóng này, rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn. Bao tay đi rất là vừa vặn chắc chắn nha. Đó. À, phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống trượt nhá, có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. Cái này thì nó có phần cao su chống trượt thì các bác khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả. Các bác đi nó rất là thật tay. Đây em đi nó rất là vừa này. Đó, rất ok luôn. Cái này là hàng co giãn 4 chiều free size nhá, nên là tay to tay nhỏ các bác đi được hết luôn. Đó. Có cả phần khóa nhá, khóa hãm các thứ này. Đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi. Cứ lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe. Đó, bao tay lái xe nhá các bác nhá. Giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này. Đấy, bao tay lái xe này. Bao tay lái xe nhá. Giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này, chỉ có 50.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Một đôi tay trái tay phải, đó. Đều có phần cao su chống trượt này, rất ok luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng. 50k một đôi nhá, đi mùa đông thì ấm. Đấy, bác nào trong Nam mùa hè đi thì chống nắng, rất ok luôn. 50k một đôi bao tay lái xe nhà con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá. Sử dụng các thứ rất ok, các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ nào, các bác chọc vào lỗ mũi, các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về. Nó sử dụng rất là dễ dùng mà cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, các bác chọc vào, chọc cái kéo cái kiếp vào, chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm thì đây. Con này rất là dễ dùng thôi, các bác cứ lừa vào trong lỗ mũi này, các bác bấm này, bấm cho em. Đấy, bấm cho em. Thì nó có cái vòng tròn nó xoay này, để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá. Rất sắc bén luôn, cắt rất là ngon. Đấy, chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá. Dành cho cả nam cả nữ được luôn, rất hay. Đấy, tiện dụng. Giá này thì em sale sập sàn các bác luôn. Bữa trước cái sản phẩm cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60.000. Hôm nay em còn về cái lô hàng mới này, giá nó tốt em sẽ xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi này. Bữa trước đang bán là 60k, nay em giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 30k thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này có nhá. 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi này. Đó, rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua, giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn, hiệu quả, dễ sử dụng ạ. Chất lượng. Đó. Cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái. Đó, rất ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Sử dụng dễ. Đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi, cứ bấm đều tay, bấm đều tay, thế là nó nghiến đứt hết lông mũi thôi nhá. 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ tỉa lông mũi nhá, 30.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy, cái này thì cực kỳ nhạy luôn và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy. Giá thì bình dân là rẻ lắm, hiện tại thì bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho một lọ thuốc diệt kiến nữa. Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn. 3 lọ là 20k. Đấy, một lọ này. Một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá, một lọ 10k. Còn các bác lấy 3 lọ tính cho bác là 20k thôi. 3 lọ 20k, một lọ 10k. Đó, rất là dễ mua luôn. Các bác có thể mua các nào nhiều kiến thì mua 3 lọ, ít kiến mua một lọ được. Đấy, còn hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. Cái này thì nó là thành phần thuốc sinh học đấy, từ mật mía, mật ong đấy, và có hương phấn hoa và phụ gia này đấy, nói chung là thành phần sinh học rất an toàn nên là các bác cứ dùng thoải mái. Cái này thì rất là dễ dùng, những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến đang tập trung, hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến, các bác cứ giỏ cho em. Cái hay của cái sản phẩm này này là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu ạ, nó sẽ đi hết về tập trung về hang. Và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung vào nó lại chạm vào nhau, thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau. Nó nhấp với nhau thì
khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ hôi luôn đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh như đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn, nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt cả ổ luôn đấy, nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá, diệt tận gốc luôn. Nên là các bác dùng rất hay cái này, em dùng từ đầu năm rồi, em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn, sạch lắm ạ. Mà nó rất là hay. Cái này thì các bác giỏ thì đừng sốt ruột nhá. Lúc đầu khoảng tầm 1 2 tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ. Nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào, hiệu quả sang đến hôm sau luôn. Đấy là bắt đầu là sang hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu vì nó chết hết cả ổ rồi. Đấy mà nó diệt, khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó, cực kỳ ít luôn. Đấy. Nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh, các bác cứ về dùng và cho em phản hồi. Đấy, sản phẩm này em cũng đã và đang dùng thực tế rồi. Em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về em bán cho bác. Đấy, mà giá nó bình dân. Mà sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn. Một lọ là 10.000 thôi nhá và ba lọ sẽ là 20k. Lên mã em sẽ là thuốc diệt kiến nhá. Đấy, thuốc diệt kiến. Đấy. Sản phẩm kéo gà Đức này, lên mã em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá. Đó, kéo gà Đức nha. Hàng made in Germany đấy, logo thương hiệu Wailing. Cái này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương rất ok cho em luôn, kéo cực kỳ sắc bén nhá, cầm rất chắc chắn. Đó, con này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 90 ngàn một cây nhá. Cứ lên mãi cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này đấy, kéo gà Đức, kéo gà Đức nhá, kéo gà Đức nhá. Cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90 ngàn thôi. Đó, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rất ok, cái phần thớ kéo rất là dày này, đấy tay cầm này chắc chắn dễ cầm, đấy nó tạo cái tư thế dễ cầm có lực hơn nhá, có phần khóa hãm này, rồi là một cái hay của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này, đấy là nó thiết kế theo dạng là nhấp nhô này, để khi mà các bác dùng, các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá, đấy, rất tiện dụng nhá, các bác có thể đánh vẩy cá cho em rất hay luôn. Giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy, giá gần như là tốt nhất thị trường luôn, 90k một cây nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái cây sản phẩm đấy, cái cây kéo gà Đức này đấy, kéo gà Đức chắc chắn chất lượng lắm, 90.000 cho một cây kéo gà Đức thôi nhá, 90.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá, 40k đây em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k đấy, 40k. Cứ lên mã em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này nha em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4 5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất nó đồng bộ, thứ hai đẹp, mà thứ ba là dùng là nó dùng nó chất lượng nhá. Đây. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gắp cực kỳ ok luôn, đũa gắp không trơn đâu nhá, gắp rất là ngon, cứ ngắm miếng nào là gắp trúng miếng đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi, chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh, đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi 90k nhá, 90 à quên 40k thôi các bạn nhá, 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha, 40k một vỉ. Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W, con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý, cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không nó không đã. Đấy thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.500W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm, có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại đấy, giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn rồi là sấy tóc các nhá, sấy tóc, sấy đồ, nói chung là ok, sử dụng ngon lành, chất lượng, mà giá thì hạt rẻ bình dân thôi, chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k. 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây.
lên mã em sẽ là mầm là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k một cây máy sấy tóc này, sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất là hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bơm tay inox này, hàng của Kirito. Con này các bác dùng gia đình này, rồi là các bác quán thợ sửa xe các bác cũng thể dùng con treo con này thoải mái luôn. Hàng này thì của Kirito. Cái bản chất của cái sản phẩm này là nó sử dụng cái ống, đó là cái ống này là cái ống inox, nên là các bác xài nó rất là bền, nó không bị rỉ sét mà nó rất là trơn. Inox thì nó rất là trơn tru, nên là khi mà các bác sử dụng xài cái phần lá gió bên trong ấy, nó trơn thì cái lượng hơi nó ép nó đều, mà thứ hai là các bác bơm nó nhàn, nó trơn tru thì bơm nó sẽ nhàn đúng không ạ? Bình thường là những cái ống kim loại mà lâu các bác không xài ấy, là nó rỉ, mà khi mà nó rỉ thì các bác bơm nó rất là nặng đấy, nhưng con này bơm rất là nhẹ. Con này thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra, sau đó là các bác bơm test thử cho em luôn. Đảm bảo với các bác là các bác ưng luôn với cái sản phẩm này. Bên em bán rất nhiều rồi, con bơm tay nha. Đó, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ có con bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay inox này, bơm tay inox nhá. Con này thì giá hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 150 ngàn một cây, 150k. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em thoải mái nhá. Nên là các bác yên tâm đi. Có phần đồng hồ báo áp suất này, rồi là phần dây bơm nhá. Dây bơm thì có phần đầu bơm xe đạp xe máy các thứ cho em thoải mái. Con này các bác bơm xe đạp xe máy là quá ok rồi, sử dụng gia đình thì rất là hợp lý luôn. Phần dây bơm thì chống gập chống rẫy nhá, dây bơm siêu bền này, chống gập chống rẫy các bác cứ bóp thoải mái cho em này, thả tay ra cái này lại về bình thường ngay. Đấy, không có vết lằn luôn, rất là hay nhá, dây bơm chống gập chống rẫy. Phần thân bơm này thiết kế cực kỳ chắc chắn, inox nên là dùng rất là bền. Cái phần ti bơm này rất là to này, đấy ti bơm rất to, tay cầm nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, bơm thử cho em, lượng hơi vào cực kỳ khỏe, vào rất là nhanh, bơm rất là nhanh và nó bơm rất là nhẹ các bạn. Bơm hay của sản phẩm bơm rất là nhẹ nên là ví dụ như là người già hoặc là trẻ em đều có thể bơm được luôn. Đó nhá, không sợ là bị nặng quá đâu ạ, không sợ bị nặng quá đâu, bơm rất nhẹ nhàng luôn. Đây. Đó, rất nhẹ nhàng và trơn tru nhá. Đó, các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em. Nó gọi là bơm tay inox nhá, thiết kế inox rất là bền. Hàng của thương hiệu Kirito Made in Japan. Đó, 150.000 một cây nhá. 150k cho một cái cây bơm tay inox này, 150.000 một cây nhá. Đấy, 150k. Đây em ghi lại cái giá đây nhá. 150k này. Đấy, 150.000 một cây. Đấy, bơm tay inox nhá. Có phần đồng hồ đáo suất, dây bơm chống gập chống gãy nhá. Hàng này thì quá ok luôn rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng này của thương hiệu Buttercable nhá, Buttercable đồ của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000A, 2000A các bác dùng câu ắc quy bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có ắc quy. Mà ắc quy không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ gì các bác nhờ là các bác lấy cái bộ này ra, các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương, và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây, một bên này ở bên này, một bên này. Đấy, thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá, phần kẹp này kẹp cực kỳ chặt chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chặt. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy, nhìn này, dây lõi đồng rất là to, đấy không, này dây lõi đồng rất là to này, đấy nhìn rõ này, đấy dây lõi đồng rất là to luôn nhá. Bộ này thì em báo giá luôn, bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng như này này, với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình một sợi này dài là 3 mét này, một sợi dài 3 mét, hai sợi là 6 mét nhá, dây câu bình, đấy, dây câu bình này. Với giá sẽ là 170k một bộ nhá, 170k bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những cái trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu, nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi mà đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy, nên là mình cứ vứt phòng trừ xe không may xảy ra vấn đề ấy, thì mình có cái để mình sử dụng, sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi. Giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng đề xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ sang bình kia ok. 170.000 cho một cái dây câu bình như này có nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống gập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3 mét nhá, có phần
đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên nãy em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng, tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá, một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là nó sẽ có là 2 mũi 4, 2 mũi 4 là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, 2 mũi 4 luôn. 2 mũi 4 nhá. Đây. À 2 mũi 6 ạ, nhầm là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6. Một mũi mũi này là mũi 8 này, mũi 8. Đây mũi 8 này. Một mũi 10 này và một mũi 12 thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, nhá. 130k, cái này các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi, 2 mũi 6 nhá, 6 này, 8 này, 10 này và 12 này, thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng này, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu là cái đầu tên lửa. Cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài là các ví dụ đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt là nó ví dụ thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây, cái con này nó là cái đầu tên lửa nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ từ cho em và nó vào rất là ngọt luôn. Vào cực kỳ ngọt nhá. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok. Đó. Bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá là 130.000 một bộ 5 mũi nhá, là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá. Về để chuyên cho bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình nhà anh em thợ thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào, sau đó các bác bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vi rồi là những cái vụn ống nó cắt. Bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hay bị vụn ống nhá, nhưng con này là cắt nó không bị ba vi, không bị vụn ống mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá, và lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc, nói chung là dao thì không vấn đề, dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt có thấy không, rất dễ sử dụng nhá. Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá, lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã anh em sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 nhá. Với giá sẽ là đi 100k, 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhá, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá, dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc kéo kiếc lôi ra cắt nó lành cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi, rất là dễ sử dụng, ok luôn. 100k nhá, 100k kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42 trở về. Sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này. Một thùng là 20 gói. Với giá là đi 20 gói giấy này. 20 gói nhá. Với giá là 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói. Một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn nhá là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn. Thì đây,
một gói, à một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói như này này. Đấy, dùng thoải mái luôn mà giá nó chỉ có 150.000 thôi. Tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000 thì cứ lên mã anh em sẽ là túi giấy ăn nhá, là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho một đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp, ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này các bác nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này.
Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35, 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn á. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn, thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò con này này. Giá cực kỳ tốt, giá là chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá cô nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây cô nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát à. Mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái, con này người còn tầm 7-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha. Bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này. Rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp. Ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có cái giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này. 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này 5 đáy 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây. Vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi.
một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vùng viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vùng viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vùng viếc nói chung là đầy đủ, vùng viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vùng viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vùng viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vùng viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vùng, 6 món là đều có vùng hết luôn. Đây, 6 món là đều có vùng hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn các nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa nên là nó sấy trong phòng kín đúng không ạ? Phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu thấy rất là ok đấy. 90k nha, 90k. Cứ lên mã đi em, sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhỉ. Một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy.
chỉ có 90 ngàn thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá. Táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80 ngàn nhá, 80 ngàn. Một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp. Hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này, rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên máy em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, đây bình thường các bác nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bác nhìn này, như ngón cá luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống. Và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80. Còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80.